Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Minecraft. Hôm nay lúc nãy là trời buổi tối rồi. Bây giờ mình phải đào một cái lỗ để mình chui xuống đây mình trốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là khai thác cái lỗ này đi kiếm kiếm đá về làm vũ khí bằng đá nè. Với làm vũ khí bằng đá rồi mình nhớ đá làm được nhiều thứ lắm, làm cái lò bằng đá cũng được nữa. Và tạm thời là chúng ta ở dưới cái hang này trốn trước, chờ trời sáng rồi chui lên. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Thì ngày nào mình cũng làm video mới hết. Ok, để mình kiếm cái đuốc mình cắm lại cái tối thui rồi. Rồi xong. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì chúng ta rồi, hãy làm dấu cái chỗ này mới được. Hồi quên mất cái chỗ này, cái hang chung lên là chết luôn á. Trời sáng chưa ta? Để ra coi. U trời còn tối. Trời còn tối chưa có sáng. Tí zombie nhảy xuống là chết mình luôn á. Ok. Bây giờ chúng ta gọi là dùng cái bàn chế tạo ra. Rồi giờ mà mình chế được vũ khí bằng đá rồi, đào cho nó lẹ coi. Đó, được, có được mấy cục đá rồi đó. Ok. Nó chế được cái cúp bằng đá nè, cái sẻng bằng đá luôn, cái kiếm đá luôn. Ok. Bây giờ là chúng ta còn được 3 miếng thịt. Rồi chắc phải đào đá thêm để lấy đá mới được. Lấy đá mình có thể làm cái lò nướng thịt ăn cũng được. Ok. Tốc độ luôn. Các bạn thấy cái tốc độ cây sẻng đào đá ghê chưa? Đào cái tốc độ chóng mặt luôn á. Đó, phá đá ghê luôn. Còn mình mà lấy gỗ mà mình lấy tay mình đào là đào tới sáng luôn, chứ không ra được mấy cục đá này luôn á các bạn. Đó, cái cúp công nhận nó phá tốc độ luôn. Mà cái cúp nó phá nhiều quá nó sẽ bị hư. Ok, lượm đá, lượm quá trời đá luôn. Nó chắc phải cắm thêm vài cái đuốc mới được. Vậy để một hồi là tối thui lùi luôn á. Đó, sáng lên. Dục cái đuốc vô là thấy sáng lên liền. Rồi đào hết cái khu này chắc là dư đá để xây cái nhà luôn á. Ok, rồi là chúng ta là phải sinh tồn. Rồi xong gãy cái cúp luôn rồi. Do đào dữ quá dữ mà cho nên nó banh cái cúp của mình luôn rồi. Ten ten. Ok. Quá chừng đá luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ chế được cái gì đây? Ra cái lò rồi, nướng thịt. Oh yeah, bây giờ chúng ta nướng thịt được rồi. Nướng mấy miếng thịt này ra cái gì đây? Đó, phải bỏ than vô cái lò nó mới chịu nướng. Kiếm được có mười mấy miếng than. Ok, mình coi trời sáng chưa. Nãy giờ mò ở đây cũng lâu rồi. Trời sáng rồi kìa. Quá tuyệt vời. Coi nào, sao không rượu ra thịt nữa đây. Nó ra thịt rồi. Bây giờ ngồi ăn. cái này là đập chứ phải ăn. Ok. Xong. Giờ là dẹp cái lò với dẹp cái này mới được. Đem cất chứ để mốt lấy ra xài nữa. Còn mấy là mốt không có đâu mà xài. Lụm vô. Oh yeah. Giờ là leo lên xây cái biệt thự của mình lên đó đây. Lấy mấy cái đuốc này cất chúng ta. Ok. Em cất mấy cái đuốc này mới được, lụm đuốc lại. Rồi bắt đầu phá tường để leo lên. Nó nhảy lên từ bậc. Khổ ghê chưa. Bây giờ bị mấy cái con chạy thì khói luôn các bạn ơi. Gần tới rồi, gần lên tới trên rồi. Oh yeah, cuối cùng chúng ta đã leo lên rồi.
Trời ơi, nguyên một cái lỗ bự chà bá trong cái nhà. Đào, đào nguyên một cái lỗ bự chà bá trong cái nhà luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình lấy đá lắp lại. Đó, xây rồi là xây nền đẹp luôn. Cái cục đá đáng ghét nằm không đúng chỗ. Lấy đá lắp lại. Ơi ơi, lột. Lột một phát một. Lột một phát một chui xuống ngay cái chỗ rồi đó luôn. Dễ mang này chứ. Bởi là mình đào đường hầm gọi là xuyên lục địa luôn á. Rồi, giờ chúng ta phải lắp lỗ lại mới được. Lắp lỗ cho mai không thôi là lọt xuống cái dưới cái nữa là ơi ơi cẩn thận cẩn thận. Không có giỡn với nó được. Nguyên một cái mình đào một cái đường hầm ở dưới luôn rồi đó. Mốt mà có cái nhà mà có cái gì á là chỉ cần phá cái lỗ nó chui xuống dưới trốn thôi. Ok. Bây giờ chúng ta xây tiếp cái nhà của mình thôi. Đó. Công kỹ mình ngồi mình xây đuối luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi xong, sao cái nhà có chút xíu rồi ta. Không mà kệ. Người nhỏ ở chi nhà bự. Ồ. Rồi. Ồ. Nhìn đẹp chứ các bạn. Cái nhà này là cái nhà tí hon của mình đây. Coi nào. Có cái con gì kìa. Ồ, cái con ấy kìa. Ồ, chạy các bạn ơi, con này nó dữ quá. Mình quýnh lo là quýnh lại nó không, nó quýnh không lại nó là quýnh mình bên sát. Ồ, bỏ nó, mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Trời ơi, còn có miếng máu nữa là chết rồi. Nguy hiểm quá, ăn thịt vô mới được. Không, mình không thấy là nó cũng tự ăn hay sao á. Cái này nó phải ăn đâu, cái này là quánh. Cái này là quánh chứ không phải là ăn. À, đùi gà bên đây mình còn nhiều quá cho nên là nó tự ăn lên thôi. Thôi bây giờ mình đi xây nhà đi. Nhanh lên mới được, để mất công mấy con zombie nó chui vô cái nhà mình. Nó quánh mình, chết. Ok, gần xong cái nhà rồi các bạn ơi. Cứ gọi là bóc lộn nó xây cái cục này ra ngoài. Đó, xây lên cái nữa. Tốc độ luôn. Ok. Ui, ui nguy hiểm quá. Cẩn thận rồi chừng lọt đè mới được. Rồi, hết rồi lỗ rồi sao. Còn mà, 50 mấy miếng lận. 50 mấy miếng là dư sức xây cái biệt thự ở rồi. Ơi ơi lọt coi chừng. Mình phải nhảy lên cao mình mới xây dưới thấp được thì phải. Đó đúng rồi. Ok. Một cái nhà rất là đẹp của mình luôn đây. Ten 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 ten. Dục vô dục vô. Ơ quên dục vô. Đó đúng rồi. Rồi giờ tới xây cái cửa cái nóc hả. Đúng rồi. Ơi ơi bậy ơi. Cái nóc phải nằm ở trên chứ. Ok. À rồi xong được rồi. Ồ. Gần xong cái nhà rồi các bạn ơi. Ok. Đậy nắp lại luôn. Rồi xong. Ôi tối thui vậy. Lấy lửa đốt nhà hả ta. Lấy lửa cắm đuốc mới đốt. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là lấy cái đuốc cắm cho cái nhà nó sáng mới được. Nó còn cái cửa này nữa. Giờ mình sẽ gọi là mình dắt cái bàn chế tạo ra mới được. Cái bàn chế tạo ra rồi. Ok đây. Chỗ này sẽ dục cái bàn chế tạo ở đây. Còn cái lò để nấu nướng của mình đâu rồi. Đây. Mình sẽ cất cái lò ở đây. Ok. À, bây giờ mình sẽ gọi là chế cái cửa rồi. Cái bàn chế tạo rồi. Đây là cái bàn chế tạo bấm vô chế cái cửa rồi. Ok. Rồi xong. Có cái cửa rồi, chúng ta sẽ gắn cái cửa vô. Đó. Rồi một cái cửa là được rồi. Hả? Cái cửa này mở cửa thì sao? Khổ. Khổ ghê chưa? Mình biết chế cái cửa mà mình không biết mở cái cửa này sao này các bạn. Căng vậy. Rồi. Ê, bậy, này là đập cái cửa mà.
Ok, rất hay luôn. Biết chế ra cái cửa mà gọi là không biết mở cái cửa là sao. Lụm cái cửa lại. Rồi, và đây là cái nhà của mình. Rồi bây giờ mình sẽ là, ủa sao cái cửa này nằm ở đây ta? Lấy cái này xúc cái cửa cất đi. Gì vậy? Banh nó. Lụm cái cửa lại. Ok. Và đây là cái nhà của mình. Bây giờ mình ra mình kiếm gì và ăn đi. Ô con heo kìa. Ten 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 ten. Hello con heo. Ok, xong mình chạy chậm như vậy nè. Ok, do mình bấm cái nút ở giữa nên nó cho mình chạy vô rồi vậy. Ơi heo ơi heo. Hey baby, hello baby heo. Ô heo chạy rồi, gõ heo con cái. Ô cái con gì nó vô cái nhà của mình kìa các bạn. Ok con heo. Ui heo chạy nhanh quá. I love you baby. Rồi mình nói mình yêu con heo, cái con heo nó đi ngủ luôn rồi. Rồi cái nhà của mình đó rồi. Dường như có cái lúc nãy mình mới thấy cái con gì đó nó chui vô nhà của mình các bạn ơi. Cái con gì kìa. Không phải, cái này là miếng thịt mà. Ok. À, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng làm video hết và mong các bạn hãy đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho mình. Ok, đây là căn nhà bé nhỏ của mình đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đừng quên like và share video ủng hộ mình nhé.